Xin chào các bạn, trong nội dung này chúng ta sẽ làm bài số 8 nhập vào một số tự nhiên n, sau đó liệt kê các ước số của nó và đếm cho nó có bao nhiêu ước. Cái bài này cũng khá là đơn giản thôi, ý tưởng thì mình có thể nêu ngay cho các bạn và các bạn có thể dừng clip và các bạn tự làm. Đó là chúng ta sẽ nhập vào số n, sau đó thì chúng ta sẽ lần lượt cho một cái biến chạy y chạy từ 1 cho đến giá trị n đấy. Kiểm tra xem là cái giá trị n ấy nó chia dư cho y, nếu cái thằng nào mà chia dư cho y bằng 0 thì chứng tỏ cái thằng y đấy chính là ước của cái thằng n, và chúng ta chỉ việc in ra cái giá trị y đấy, và cuối cùng thì sau khi in lại tăng cái giá trị biến đếm đấy, sau cái vòng lặp đấy chúng ta in ra giá trị biến đếm. Như vậy là cái bài 8 được hoàn thành. Ok, ý tưởng thì nó đơn giản như vậy và thực hiện code thì cũng như thế. Chúng ta có một cái biến n, ok, chúng ta có một cái đối tượng scanner scanner equal new scanner đây, chúng ta cho vào system.in đó. Rồi. Sau đó thì n sẽ bằng scanner.nextint. Lưu ý là ở đây các bạn phải đảm bảo là nhập đúng cái giá trị nha. Chúng ta chưa học được cái phần exception cho nên là mình chưa có đề cập nó ở đây. Nên là cứ mặc định là các bạn sẽ nhập đúng, và nếu các bạn nào cứ cố tình nhập sai thì đấy là do các bạn thôi. À, bây giờ thì ở đây chúng ta có một cái biến count, bắt đầu mình sẽ khởi động bằng 0. Đấy, sau đó mình cho một cái vòng lặp cho cái giá trị y của mình bắt đầu từ 1, nhớ là bắt đầu từ 1 nhá, không bao giờ có giá trị nào chia cho 0 rồi, nên là nếu các bạn cố tình chia cho 0 thì nó sẽ ra cái exception. Ok, bây giờ thì y bằng 1 này, y nhỏ thua giá trị của n, y này tăng lên. Đấy. Thì chúng ta kiểm tra nếu ở cái giá trị n mà chia hết cho y. Đấy, thấy chưa? Thì chúng ta tăng cái giá trị của biến count. Đấy. Và nếu không ấy thì chúng ta làm như thế này, cho nó tăng bắt đầu từ 2. À thôi, cho bắt đầu tăng từ 1 đi, bởi vì nếu chúng ta nhập 1, nhập 0, nhập các thứ vào thì làm sao? Đấy. Bây giờ thì giả sử là chúng ta chỉ xét những cái gọi là ước dương thôi nhá. Đấy, cái này làm giả sử là chỉ xét ước dương chứ mình không xét cái giá trị âm nhá. Giả sử xét cái các ước dương, tức là ước chỗ này ghi rõ là số dương, nếu mà tính số âm nữa thì nó sẽ phải gấp đôi lên. Ok, nếu như thế này thì tăng cái biến này lên thôi. Đấy, và một cái công việc nữa là chúng ta sẽ in ra cái giá trị của y cộng thêm một cái câu cách này nữa, print này thì print bình thường này thôi. Ok, và cuối cùng thì chúng ta sẽ in ra đó là chỗ này là sực n đi. Cái này là có cái giá trị biến count này này. Đấy. Ước số. Cái này cái gì có ước số như thế nào? Cái này là thằng n có đi. Rồi, thế này đi. Đó, sau đó Ctrl Alt L đấy thì cho nó đẹp. Ok, chạy coi nào. Rồi, bây giờ mình sẽ nhập số 5 xem. Đấy, n có hai ước. Ok. Cái này thì đúng rồi. Bây giờ cái này sẽ thử một cái số mà nó nhiều ước hơn, số 8 nhỉ. Đây, 1 2 4 8. Đúng rồi, bốn ước. Đây là mình chỉ xét ước dương rồi nha. Mình 128 đi coi. Đấy. Đấy, tương tự như thế thì các bạn có thể tự mình check những cái giá trị khác nha. Đấy, cái bài này thì đơn giản như thế, và bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái clip này đây.